<laughs> hello xin chào tất cả mọi người mọi người ơi hôm nay mọi người có khỏe không à, chắc là khỏe chứ à, xin chúc mọi người và tất cả các bạn các anh em các anh chị em cô bác và các cháu các em có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và buổi tối là đây à, mọi người ơi thì hôm nay không có gì đâu hôm nay là ngồi tâm sự với mọi người dưới À, cũng xin thông báo với mọi người thì hôm nay mình có một thành viên mới à, mua tặng bông lan bông lan rất là khoái nuôi của cuốn con ấy. đây này Đấy, bữa mua 500 trăm ngàn này <laughs> nói chung thằng su tên là thằng su mọi người mình đặt thằng su nói chung là, là có thêm một người bạn cũng là niềm vui nhiều khi buồn buồn nói chuyện với nó luôn <laughs> À, à, cũng biết nghe chứ cũng biết nghe mọi người nha mình không quá nói chuyện với con chó lắm <laughs> Thì thôi cũng nói chuyện bắt vô, vô nhà vô nhà bắt ở ở bên ngoài là ở bên ngoài bắt uh, kêu uh, hello hello so, vô ăn là nó cũng vô ăn nói chung mà uh, cái gì cũng có có thể nói chuyện với mọi người ơi, quan trọng là mình biết dạy như thế nào hay không để, là liếm liếm cái tay mình này. đừng có liếm với su để anh nói chuyện với mọi người tới nha Đấy, mình thường thôi để ở với thì uh, trong thời gian vừa rồi thì mình cũng uh, có làm youtube Uh, Lai Rai cũng uh, mình mới ra MV uh, Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình Cái uh, uh, MV ca nhạc của mình nha Nói chung mình cũng rất là thích hát <laughs> Hát cũng có hay cho lắm Nhưng mà, mà nói chung làm MV đầu tay ấy Cũng uh, tà tà mọi người ủng hộ Cũng xin cảm ơn mọi người rất là nhiều uh, Mình xin phép nói tiếng Anh một đoạn uh, Cho một số bạn nước ngoài Cũng uh, có xem MV của mình <laughs> Hello, uh, hello. Thôi, xin, uh, mình Xin phép nói lại nha hello everyone uh, thank you uh, uh, thank you thank you guys uh, watching my video MV uh, I want to say uh, to everyone one thing I thank you so much uh, thank you uh, very much thank you uh, watching my video MV uh, in future uh, I hope uh, I will match my video music uh, for you uh, for guys uh, watching. Uh, thank you so much <laughs> uh, uh, sorry uh, i only speak English only a few sentences uh, uh, i i want i want say you to this yeah i uh, mong bằng thông cảm <laughs> nói chung mình mình và uh, mình thì đọc số thì có những con số cũng sai mà có những con số thì cũng uh, cũng đúng uh, đấy mà đọc trung 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 thôi chứ có <laughs> học tới nơi tới cháu nào học tới lớp bảy <laughs> nên các bạn thông cảm các bạn đừng có quan trọng hóa quá nha mình đọc cái được cái gì được thì bắt nhạc các bạn nghe được thì được không được thì các bạn uh, cũng có thể là góp ý để mình có thể mình học thêm cái từ đó <laughs> ví dụ mình nói tiếng anh cũng vậy hai uh, gai uh, thank you Thanks for watching my video. Uh, I want to say with you one thing. Uh, thank you watching my video. Uh, I I want to say with you. Want to say, gay, uh, guys. Guys, uh, one thing. Thank you so much. Thank you very much. Uh, no. Uh, this is my dog. <laughs> my, dog, my dog. My dog, my little. My dog, little. Uh, uh, <laughs> uh, 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 his name is Sue. Su. Sue Sue Sue. My name. Her. Uh, his name is Sue. Yeah. Her name is Sue. Sue. X. nhiêu xô xô Su Su là su á là tên là xô á các bạn <laughs> nói chung là, mọi người tình hình dịch như thế này thì mọi người đi đâu đi cố gắng ra ngoài bịt khẩu trang rồi có gì ra thì ra không có gì là ở nhà lai rai nói chung công việc bây giờ cũng, cũng hơi bị Bị không có sao trộn tiếng nhưng mà không sao Mình hy vọng tình hình dịch sẽ mau chống khỏi Anh em được gặp nhau là tâm sự <laughs> Mọi người nha Nói chung mình cũng đang ở dưới cánh đồng rất là đẹp Nè, Ở phía phía sau khi là quê ở Cánh đồng này gần trọ mình Mọi người mình hay ra đi chơi lắm Mình dưới bông lan, dưới rừng su hay ra đi chơi Mới bữa nay nào ra đi chơi cũng Chiều 5 giờ ra đi chơi Và Trong tương lai gần thì mình cũng uh, Cố gắng uh, sản xuất thêm một vài nhạc nhưng mà mình cũng làm vlog tâm sự mọi người công việc đời thường của mình. Nói chung thì mình cũng đang cố gắng để tích góp ít tiền để mua miếng đất rồi xây nhà nho nhỏ nho nhỏ, nhỏ ở quê để làm vlog cho mọi người xem. Hiện tại mình cũng đang ở trọ để có tiền xây nhà mọi người nha. <laughs> Bây giờ là nói chung thì cảm ơn mọi người rất là nhiều và đã xem video của mình. Mình đang nói với mic mọi người có nghe rõ không? À, rõ chứ. À, nói chung thì không, không, không biết sao nữa. Nói chung nghe không nghe thì à, tính sau bây giờ hiện tại cũng đang nói bằng mít mọi người mít vừa rồi mình mua 8 triệu này đấy thì cố gắng đầu tư để mọi người nghe rõ chứ mới trước video trước nói chuyện mọi người nghe không rõ cho lắm mọi người thông cảm nha à, hiện tại cũng có mít rồi thì có hai cái mít mà mai mốt mình với bông lan làm vlog, làm ẩm thực gì đó rồi quay về cuộc sống thì mình cho bông lan gắn một cái mình một cái thì hôm nay thì mình không có gì đâu thì cũng xin cảm ơn mọi người à, video nội dung hôm nay thì mình à, À, xin uh, cảm ơn mọi người đã uh, xem uh, MV ca nhạc của mình uh, Nói chung MV cũng uh, dâm vài ba câu tiếng Anh uh, số của mình thôi <laughs> uh, Bài uh, Do you know, I need you, I love you, please stay with me, 1, 2, 3, 4, 5 Yeah yeah yeah, đơn giản không mọi người Cũng hát có dâm ba câu về rất là bình thường thôi <laughs> Thôi thì uh, không có gì đâu Thì xin chúc mọi người có một buổi tối và tràn đầy sức sống à, cảm ơn mọi người rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau mọi người nha bây giờ đi uh, la rai với con cún uh, thằng xu qua đây chơi tí uh, thank you guys watching for my video uh, with you lucky in your life uh, thank you so much uh, thank you watching my video Thank you. À, mọi người đừng quên đăng ký cùng, uh, kênh của mình nha. À, xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Xin chào mọi người. Bây giờ là đi chơi với show một tí rồi. <laughs> đi chơi show đi. Nó biết theo nó mọi người. Nó nó biết theo mình lắm. À, con nó chạy theo mình nè. Show đi. Show đây 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 show. Tại Đây đây. đây. Show đi. Show lùn quá mà đi chạy không nổi mà. chả trong mặt chưa trong mặt rồi đúng không đi, rồi đi về đây nha đi về xuống nha đi về nha